đột nhập nhà người dân ở Đà Nẵng để trộm cắp, phát hiện nhà có camera, Tình lấy một tấm chăn trùm đầu nhằm tránh bị ghi hình rồi lục lọi, tìm tài sản. Ngày 9 tháng 12, Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng đã bắt tạm giam Trần Văn Tình, 43 tuổi, trú quận Thanh Khê để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, chiều 4 tháng 12, phát hiện ngôi nhà ở đường Hòa An 25, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ nằm độc lập, cách xa các nhà khác nên Tình có ý định đột nhập để trộm cắp tài sản. Tình điều khiển xe đến tầng hầm ở một chung cư để giấu, sau đó đi bộ đến phía sau ngôi nhà trên. Tại đây, Tình nhặt một cây sắt và ba khúc gỗ để bẻ gãy song sắt cửa sổ rồi đột nhập vào bên trong. Phát hiện nhà có gắn camera giám sát, Tình lấy một tấm chăn trong phòng ngủ trùm đầu nhằm tránh ghi hình. Hình ảnh trích xuất camera cho thấy rõ hành vi lục tìm tài sản của tên trộm. Tình đã lấy ba chiếc laptop của chủ nhà rồi quay về chung cư lấy xe máy trốn thoát. Với ba chiếc laptop này, Tình liên hệ với một người ở phường Thạc Gián, quận Thanh Khê bán với giá 4,5 triệu đồng. Số tiền này, Tình đã tiêu xài hết. Ngày 8 tháng 12, Công an mời Tình lên làm việc thì Tình khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.